Mến chào các bạn thân yêu của Kim in Texas nha. Bữa nay mình làm một video hay còn gọi là thí nghiệm, gọi là mình có điều khiển được Kim qua vô tuyến, tức là qua cái camera an ninh của gia đình mình đó, là cái màu trắng đó, các bạn thấy không? Thì từ cái camera này á, là mình có thể phát cái giọng nói của mình ra để con Kim á, nó nghe tiếng của mình. Rồi mình sẽ ra những cái hiệu lệnh cơ bản như là nằm, ngồi, sủa, ví dụ vân 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 vân. Coi nó có nghe được không? Tức là mình để vậy thôi. Nhưng mà sau đó mình sẽ đi vô phòng, rồi mình sẽ nói. Khi mà cái camera này á, mình nói là nó sẽ phát tiếng của mình ra, và đồng thời nó cũng thấy hình của con Kim luôn. Thì mình cũng trải nghiệm vậy nha các bạn. Thôi để mình bắt đầu mình vô phòng, rồi mình sẽ ra lệnh coi nó phản ứng như thế nào. Cũng khá vui đó. Các bạn thấy rồi đó, sóng âm của camera an ninh thất bại. Bây giờ mình thử sóng âm của điện thoại cầm tay như thế nào. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và ủng hộ kênh Kim in Texas nha các bạn. Xin cảm ơn. Còn bên này.
Tiếp theo là sóng TV nha các bạn. Sóng TV nó có cái tiếng nói của mình trong cái video mà mình tập cho nó đó. Oi!